Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình Tìm hiểu về đời sống và thuốc với thầy Minh Tâm. Thưa thầy, thì vừa rồi Phương Anh đã có được chia sẻ với thầy về những về cách trị bệnh và cũng giống như là những bài thuốc thầy chia sẻ. Thì hôm nay thầy có thể chia sẻ thêm một số thuốc mà thầy muốn giới thiệu không ạ? Thưa Phương Anh, thì chắc chắn là Phương Anh hỏi câu đó rất là hay mà chúng tôi sẵn có đây. Thưa vị, hôm nay chúng tôi là đại diện cho một cái công ty đại hàng mà 25 năm về trước chúng tôi cho đến hôm nay chúng tôi không bao giờ gặp họ. Đó, chúng tôi mua đây là những hộp sâm mà chúng tôi đã dùng 25 năm về trước là sâm đại hàng. 25 năm trước chúng tôi đã dùng sâm đại hàng rồi. Đó, thì quý vị biết ngày trước kia ông Chu Ân Lai cũng đã dùng sâm đại hàng mà tặng cho ông Nixon một củ sâm 30 năm. Thưa vị, đây là những củ sâm mà chúng tôi, những sản phẩm mà chúng tôi đã dùng 30 năm về trước. Và chúng phải mới đây mà, nhưng rất tiếc rằng họ là do cái chính phủ kiểm soát, government control, cho nên họ không đến đây được. Đó, đây là những sản phẩm mà chúng tôi dùng 30 năm về trước của đại hàng. Thì hôm nay họ có câu hỏi, họ đến đây giới thiệu những sản phẩm rất là tốt và quý giá của họ, mà tôi bảo chúng tôi bảo đảm quý vị lấy danh dự và lấy uy tín của chúng tôi để giới thiệu đến quý vị mà chúng tôi, thưa vị, chúng tôi đã dùng 25 năm về trước, chúng tôi đã dùng rồi. Thì nay họ đã có những sản phẩm này để giới thiệu đến quý vị, đến thưa vị, đây Made in Korea. Quý vị thấy đây là Made in Korea, chánh cống, đây là Made in Korea. Đó, quý vị thấy đây là sản phẩm mà chánh cống, đây là làm cho quý vị vừa tặng mà cho quý vị và quý vị đem về nhà để tự có thể dùng để quý vị ngăn ngừa và bị có một sức khỏe rất là tốt, hay là tặng cho bà con. Thì quý vị, chúng tôi bán cho quý vị là bán wholesale, quý vị muốn làm đại lý hoặc là quý vị muốn mua, chúng tôi bán quý vị wholesale. Tất cả quý vị in bốp list đều wholesale, hay là quý vị muốn đại lý, muốn mở đại lý, hay là quý vị muốn bán là wholesale. Đây là những sản phẩm rất là tốt của đại hàng mà chúng tôi được họ tin tưởng giao cho chúng tôi làm đại quý, đại lý độc quyền ở tại Hoa Kỳ. Lần đầu tiên họ đến đây, họ giao cho chúng tôi là trong người Việt đầu tiên ở cộng đồng ở đây. Thì quý vị, đây là sản phẩm. Thì đây tiếp tục cái sản phẩm này, đây sản phẩm mà nếu mà quý vị muốn diet. Quý vị muốn diet, thưa quý vị muốn diet, chắc cô Phương Anh muốn diet vừa khỏe mà vừa diet tự nhiên, vừa khỏe mà vừa diet tự nhiên mà họ mới giới thiệu cho chúng tôi, mà họ sản xuất ra nhiều. Thành thử bây giờ họ chỉ có 3 nước được đại diện họ, một là bên Tàu, hai là bên Mỹ, ba là ở Đại Hàn. Cái company này chỉ có 3 nước đại diện cho họ hiện nay, không có còn ở đâu có, mà một nước chỉ có một cái company thôi, không có nhiều nơi. Thì đây là lần đầu tiên họ đến đây. Đây là, thưa cô Vân Anh, chắc cô Vân Anh chắc thích cái thuốc diet này lắm, diet rất là thiên nhiên, rất là tốt. Đó. Thưa quý vị, thì đối với phụ nữ thì thuốc diet luôn luôn là cái điều quan trọng. Thì phụ nữ đôi khi mà mỗi một độ tuổi thì cơ thể không còn được săn chắc nữa. Mà nhiều khi có những người than thở rằng là mình không ăn gì cũng mập nữa. Đúng rồi, ở Mỹ. Thì Phương Anh nghĩ thưa cô, ở Mỹ mình sướng quá. Nó không sướng đâu, đôi khi là mình stress nó cũng làm cho mình mập nữa. Đó, thì quý vị hãy tìm hiểu về loại thuốc này, nhất là sâm. Mà quý vị đừng quên liên lạc với thầy Minh Tâm để quý vị có thể hiểu hơn về cái sản phẩm này, thưa quý vị. Cảm ơn cô Phương Anh. Đây, quý vị, quý vị nào muốn khỏe và diet, muốn ốm, đây là sản phẩm rất là tốt. Chúng tôi bảo đảm nhâm giữ quý vị, chúng tôi đại diện. Xưa nay chúng tôi không bao giờ đại diện một chúng ta, một hãng xưởng nào hết cả, mà chúng tôi, đây là cái hãng xưởng này, nó ra cái sản phẩm này mà chúng tôi đã làm 30 năm về trước cho cái sản phẩm của chúng tôi, chuyên môn giúp quý vị ngăn ngừa bệnh, trị bệnh và chữa bệnh. Đó là sản phẩm thứ hai. Sản phẩm thứ ba, thưa vị, sản phẩm thứ ba, đây là cái làm cho quý vị một giúp hoặc là quý vị uống, quý vị uống, đây là quý vị, đây là cái chai, cái này là trong này nó có cái những cái chai này đó, mà cái loại này quý vị, chúng tôi nói quý vị ở đây, Mercedes là Mercedes, Toyota là Toyota, quý vị phải biết như vậy nha, hỏi cô Vân Anh, chứ không phải là lẫn lộn được. Hãng Toyota là hãng Toyota, hãng Mercedes là Mercedes, thì không thể lẫn lộn được. Mà lần đầu tiên họ đến đây, đây là trong này quý vị mang giúp được. Thì thưa cô Vân Anh, thì đó là cái sản phẩm thứ hai đó. Thì bây giờ bằng quan trọng nữa, đây là cái sản phẩm mà quý vị nên cần, đó, như cô Phương Anh đang cần, cô Phương Anh đang cần, đây là sản phẩm mà quý vị, cô Phương Anh, nếu quý vị bị khan tiếng, bị ho, bị ho, bị khan tiếng, bị cảm, đó quý vị, cái đây là nước juice mà quý vị, nhất là quý vị ca sĩ, hay là quý vị lớn tuổi, mùa này quý vị bị ho, bị tắc tiếng, bị khô cổ, bị hay cảm. Quý vị uống cái đây là nước juice, nước brown, tức là TP, rất là hay. Thì quý vị nào
bị khô cổ, bị khan tiếng, bị ho đó, thì bị cảm. Bây giờ thì quý vị nên uống cái này rất là tốt quý vị, nó làm cho quý vị không còn khan tiếng mà thanh quản của quý vị thanh thao, không bị khô, không bị ho, không bị cảm. Đây cô Phương Anh phải uống cái này đó, cô Phương Anh phải uống cái này mới được đó, thưa cô Phương Anh. Thì dạ Phương Anh, vâng thưa quý vị, trên đây Phương Anh cầm lúc này là một cái hộp mà là nước chút mà là thành phần là trái lê. Và thưa Phương Anh biết rằng là người Đại Hàn họ rất chuộng ăn và uống trái lê, tại vì trái lê thứ nhất là phụ nữ đẹp da, thứ hai là sức khỏe nữa, khỏe mạnh, đúng rồi. Và trái lê thường thường nếu mà mình luộc lên á, mình hầm chung với lại gừng táo đỏ thì rất là thanh quản. Đó thì... Và quý vị không cần mất thời gian nữa, quý vị có thể xài sản phẩm này. Đúng không? Thưa cô Phương Anh, tức là cô Anh đã biết rồi, phải không? Chúng tôi dạy về quảng cáo thì đến cho quý vị thôi, chứ cô Phương Anh đã biết cái sản phẩm này mà bây giờ họ làm trái lê ra thành cái sản phẩm này thì chắc chắn là quý vị sẽ hài lòng. Nếu quý vị có cái này ở trong nhà, chắc chắn quý vị sẽ không bị khan tiếng và khô cổ và tắc tiếng giống như cô Phương Anh hiện nay. Thì quý vị uống không phải làm gì hết, họ đã chế bào chế sẵn trong này rồi thì quý vị sẽ hài lòng. Thưa quý vị, đây là sản phẩm rất là quý, lần đầu tiên họ đến đây, như cô Phương Anh đã thấy, lần đầu tiên họ đến đây thì chúng tôi bán cho quý vị với giá wholesale ở Bobbit, cũng như quý vị muốn làm đại diện thì quý vị xin gọi quý vị gọi cho chúng tôi 619-992-6600 619-992-6600 để biết thêm chi tiết. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin giới thiệu tiếp quý vị những sản phẩm mà chúng tôi bán đây. Đây là cái sản phẩm gift quý vị đó, đây là sản phẩm mà quý vị thấy đó, sản phẩm ở trong đây là cái gói gift, đây là cái sản phẩm bên trong như quý vị thấy đó, có nhiều hàng khác nhau đó, rất là giá trị, quý vị tặng cho bạn bè người thân là để cho quý vị có một sức khỏe dồi dào. Đây là những sản phẩm quý giá để quý vị thấy. Thì chúng tôi vì thời lượng chúng tôi có giới hạn cho nên kỳ sau chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn. Đây là sản phẩm bây giờ, đây là cái sau lưng đó. Thì bây giờ chúng tôi tiếp tục, đây là cái sản phẩm tiếp tục nữa, tiếp tục sản phẩm nữa, đây là tiếp tục sản phẩm, có nhiều sản phẩm khác nhau. Thưa quý vị, đây là những sản phẩm mà quý vị có thể đem về nhà sử dụng rất là khỏe mạnh, rất là lợi ích, đặc biệt quý phụ nữ cần những thứ này. Xin thưa quý vị, đây là kẹo, đây là kẹo, thưa quý vị, đây là kẹo này ha, đây là kẹo, đây là mứt, mứt sâm, đây thì quý vị, đây là mứt sâm, thưa quý vị, đây là mứt sâm, đây là mứt sâm rất là giá trị, quý vị thử mứt đây nó không có đường, thưa quý vị, mứt đây là mà nó không đường rất là tốt, quý vị thử là biết ngay. Thưa quý vị, đây là cái sản phẩm kế tiếp, quý vị, đây là cái kế tiếp, đây là cũng là một cái sản phẩm mà quý vị xin gọi chúng tôi đã biết thêm chi tiết, chứ bây giờ ở đây thời lượng nó có rất là ít cho nên rất tiếc rằng sâu chúng tôi sẽ dùng thời lượng nhiều hơn để chúng tôi giới thiệu đến quý vị. Đây là những sản phẩm của Đại Hàn mà một công ty này, chỉ một trong hai công ty ở tại Đại Hàn do government control, do chính phủ kiểm soát, cho nên họ chế thêm nhiều sản phẩm để chúng ta có những sản phẩm này mà để giới thiệu đến cho quý vị. Thưa quý vị, thì giữa sản phẩm này và cái này, cái đây thưa quý vị, tất cả những sản phẩm trên này nó đều là thiên nhiên, đều là thuốc bắc, thưa quý vị, nó là thuốc bắc nha, nó không phải là thuốc nam, không phải là dược thảo, không phải là thuốc tây. Nếu quý vị nào biết thuốc bắc, đây là hoàn toàn là thuốc bắc, thưa quý vị nhớ nha. Đây là hoàn toàn thuốc bắc, giúp cho quý vị từ sinh lý, giúp quý vị sinh lý, ngứa, da khô, da nám, làm cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh cũng như mất kinh có chất hormone bình thường. Đặc biệt những sản phẩm này giúp cho quý vị more energy, quý vị bị loãng xương, bị mất ngủ, bị rụng tóc, bị da khô đó. Hay là quý vị, nói tóm lại là nếu quý vị bị mà phụ nữ hay là đàn ông mà bị sinh lý trở ngại, như đàn ông bị liệt dương bất lực, đàn bà thì bị lạnh cảm, thì đây là những sản phẩm mà quý vị chắc chắn rằng nếu quý vị phụ nữ bị lạnh, hay bị lạnh, hay bị ho đó, hay bị loãng xương, bảo đảm quý vị sẽ hài lòng. Đây là hoàn toàn thuốc bắc, quý vị nhớ nó là thuốc bắc, nó không có dược thảo hay là thuốc nam hay là tây, không có thuốc tây. Nếu quý vị đây mua về nấu, hoặc là quý vị, đây là cái tô thuốc đó, đây là tô thuốc mà quý vị lớn, đây là cái thang thuốc nhỏ, thưa quý vị, đây là thuốc rượu, đây là những cái chai thuốc, thưa quý vị, đây là những chai thuốc thì giúp quý vị đó, đây là những chai thuốc mà chúng tôi xin giới thiệu quý vị đây. Thưa cô Phương Anh, nắm giùm hai cái chai thuốc đó lên đó, đây là chai gold đó, thưa quý vị, đây là gold, còn chai kia là silver. Thưa quý vị, bên đây là trị thận, chai đó là trị thận, đây là trị gan, đây thì mất ngủ, còn đây là hai hũ rượu, hũ rượu này
để dành cho men dùng cho đàn ông, hũ rượu này cho phụ nữ là lấy đi. Thưa vị nhớ nha, hai hũ rượu này quý vị thấy không, toàn là thuốc trong này không, nó không có rượu ra, toàn là thuốc không, quý vị thấy phải không cô Phương Anh? Quý vị thấy toàn là thuốc. Thì đây là chúng tôi giới thiệu quý vị hôm nay. Thì nếu quý vị có những cái thắc mắc, quý vị gọi cho chúng tôi là thầy Minh Tâm, quý vị nhìn đến trên cái màn kính quý vị thấy. Thì chúng tôi trở lại cái vấn đề hồi nãy là cái sản phẩm mà quý vị mùa này quý vị hay bị ho, bị ho, bị cảm cúm hoặc là bị khô cổ, nhất là quý ca sĩ, quý vị ca sĩ nha, quý vị ca sĩ bị hát hò hoặc là quý vị nói chuyện xíu ngôn nguyên đó, thì quý vị uống cái này rất là tốt nha. Thì một cái này trong này đó nó làm cho quý vị thanh thao cổ. Thì trong một cái hộp này thưa cô Phương Anh, một hộp này nó có ba hộp đó, nó có ba hộp đó, có ba hộp hẳn cô Phương Anh ha. Dạ vâng. Có ba hộp, thì một hộp này á thì nó có 10 gói, nó có 10 gói như thế này đó thưa quý vị. Một hộp này nó có 10 gói này, mà một hộp này thì nó có ba hộp này, tức là 30 gói. Quý vị chỉ xé ra đi đâu uống cũng được, quý vị uống ngay tại chỗ là giúp quý vị rất là nhiều đó thưa cô Phương Anh. Và thưa quý vị cũng thấy là thầy Minh Tâm đã đến với chương trình tìm hiểu về đời sống cũng như là dược thảo với sự tâm huyết, và cũng giống như là có một cái tâm nguyện là đem đến sức khỏe cho quý vị. Và quý vị nếu có thắc mắc hoặc là muốn tìm hiểu về bệnh tật của mình và muốn có những sự chia sẻ thâm kín của thầy Minh Tâm thì hãy đừng ngần ngại gọi cho thầy Minh Tâm. Thưa quý vị, chắc chắn là chúng tôi có nhiều chương trình nữa để giúp đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng tôi sẽ đến nhiều chương trình sức khỏe và đời sống, đặc biệt về thiên nhiên, về tất cả là thuốc bắc, để giới thiệu đến cho quý vị, để giúp cho quý vị có một sức khỏe dồi dào, đặc biệt hạnh phúc gia đình. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi kính chúc quý vị luôn luôn được vui vẻ, được nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn cô Phương Anh. Xin kính chào quý vị.